Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Chiều chiều ra đứng vạt ngò, nón che tay ngoắt ở trò áo đen. Ba đồng một mớ rau ngò, báu chi câu hát, bạn mò không ra. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, chắc lẽ với những câu ca dao về ngò tàu đã trở nên quá quen thuộc với chúng ta rồi đúng không ạ? Hình ảnh ngò tàu từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận của rất nhiều thi sĩ trong thơ ca. Mùi tàu hay là ngò gai không chỉ là một loại rau gia vị giúp tăng thêm hương vị cho món ăn, mùi tàu còn được dùng để chữa bệnh, đồng thời là dược liệu trị sỏi thận hiệu quả. Bạn có tin rằng sỏi thận to đến mấy cũng tự chui ra, không cần phải mổ chỉ sau 7 ngày nhờ loại rau này không? Thực sự thì rất ngạc nhiên đúng không ạ? Nhưng thật sự đó là một câu chuyện có thật với những công dụng vô cùng tuyệt vời mà không phải ai cũng biết. Vậy trong chuyên mục Sức Khỏe Tự Nhiên ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chỉ ra cho các bạn những phương pháp kỳ diệu. Chỉ sau 7 ngày, bạn sẽ thấy căn bệnh sỏi thận bay vèo. Hãy đồng hành cùng với chúng tôi ngay bây giờ qua video dưới đây. Rau mùi tàu là một loại thảo mộc phổ biến trên khắp thế giới. Tính chất dược liệu của nó được nhiều người biết đến, đặc biệt là khi nói đến sức khỏe của thận, theo Step to Health. Thận là bộ lọc máu của cơ thể và hoạt động 24/7. Nó xử lý mọi thứ đi vào cơ thể, tách cái tốt ra khỏi cái xấu và đào thải chất thải qua nước tiểu. Thói quen hàng ngày như chế độ ăn kém lành mạnh hoặc lối sống ít vận động thúc đẩy sự tích tụ chất độc trong cơ thể. Điều này buộc thận phải làm việc quá tải. Vì vậy, ngoài việc áp dụng lối sống lành mạnh, một trong những cách để tối ưu hóa hiệu quả của cơ quan này là sử dụng các biện pháp tự nhiên. Mùi tây sở hữu các đặc tính đáng kinh ngạc khi là nguồn dồi dào của vitamin K, A, C, axit folic và sắt. Những chất này rất cần thiết cho sức khỏe tối ưu của thận. Sỏi thận là các khoáng chất tích tụ bên trong thận hoặc trong đường tiết niệu. Mặc dù chúng có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai, nhưng nam giới trong độ tuổi từ 30 đến 50 có nguy cơ cao nhất. Vì rau mùi tây chứa một lượng natri thấp, nó giúp ổn định huyết áp. Ngoài ra, điều này giúp ngăn ngừa các vấn đề về thận và các bệnh tim mạch. Lưu ý rằng huyết áp cao có thể làm hỏng và làm cứng các mạch máu trong thận, dẫn đến sự tích tụ chất thải không mong muốn và tích tụ sỏi thận, theo Step to Health. Vậy thực hư chuyện mùi tây có thể đánh tan sỏi thận chỉ trong tích tắc? Thông tin mùi tây có thể chữa khỏi bệnh sỏi thận trên Lucin Web dân khiến nhiều người bán tín bán nghi. Theo trang web này, thận là một trong những cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể con người, có chức năng lọc máu, loại bỏ các độc tố và chất thải thông qua đường nước tiểu. Đó chính là lý do vì sao nước rất quan trọng để đánh tan sỏi thận. Nước sẽ ngăn cản độc hại tích tụ trong cơ thể, ngăn ngừa sỏi thận và các bệnh về thận. Phương thuốc đơn giản từ tự nhiên nhưng cực hiệu quả để chữa sỏi thận có nguyên liệu chính là mùi tây. Mùi tây là một loại thảo dược có nhiều hợp chất phong phú như terpenol, furanocoumarin, sắt, axit folic, vitamin A, vitamin C, vitamin K, vân vân, rất có lợi cho sức khỏe của thận. Mùi tây lợi tiểu, điều chỉnh chu kỳ kinh nguyệt, hạ đường huyết, hạ huyết áp, làm sạch gan, chống đông máu, chống thiếu máu và kháng khuẩn. Trong y học cổ truyền, mùi tây được sử dụng để phòng tránh bệnh sỏi thận. Nhờ tính lợi tiểu, mùi tây giúp làm sạch thận. Loại thảo dược này cũng ngăn chặn sự hình thành sỏi thận và sự hấp thu muối vào các mô thận. Mùi tây còn giúp làm dịu các dây thần kinh, giảm stress. Sử dụng mùi tây ở dạng tươi để làm trà sẽ phát huy tác dụng mạnh mẽ hơn. Nhưng bạn cũng có thể sử dụng trà mùi tây dạng khô cũng đem lại tác dụng chữa bệnh sỏi thận. Thành phần: nước ép từ nửa quả chanh tươi, 2 thìa cà phê mật ong nguyên chất, 8 ly nước lọc, 1 nắm mùi tây tươi có cả rễ. Cách làm: rửa sạch, băm nhỏ,
nhưng giữ nguyên lá mùi tây. Đặt mùi tây vào bát có nước, đun sôi hỗn hợp, sau đó đun nhỏ lửa trong vòng 10 phút. Lọc mùi tây và để nước vào chảo cho nguội. Thêm mật ong và chanh để gia tăng hương vị. Mỗi ngày bạn nên uống 1 đến 2 cốc. Đổ nước vào lọ thủy tinh, có thể bảo quản trong tủ lạnh để uống dần trong 7 ngày. Hoặc phương pháp khác từ ngò tàu chữa sỏi thận, bạn có thể tham khảo. Đặc biệt rau mùi tàu có thể giúp tống khứ những viên sỏi thận ra ngoài cơ thể mà không cần phải phẫu thuật. Nguyên liệu: 1 nắm mùi tàu, 3 chén nước. Cách làm mùi tàu. Cách làm: mùi tàu rửa sạch, đem hơ trên lửa cho héo lại, rồi cho vào nồi cùng 3 bát nước. Đun nhỏ lửa cho tới khi cạn, còn 2 bát là được. Chia làm 3 lần uống hết trong 7 ngày trước mỗi bữa ăn. Với nam giới, cần uống nước rau mùi khoảng 7 ngày, nữ giới khoảng 9 ngày để tống hết sỏi thận ra bên ngoài. Đông y nhận định, mùi tây có thể chữa được sỏi thận, nhưng phải phối hợp với nhiều vị thuốc khác. Đó chính là lời khẳng định của lương y Bùi Hồng Minh, Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội. Theo vị lương y này, rau mùi tây còn có tên gọi là rau bét xin, miền Bắc gọi là mùi tàu, miền Nam gọi là ngò gai. Loại rau này được sử dụng ở nước ta như một loại rau gia vị, rau ăn sống. Bộ phận thường dùng của rau mùi tây là quả, rễ và lá. Trong đông y, rễ và quả của rau mùi tây dùng khô, lá dùng tươi để làm thuốc. Quả mùi tây thường được nhầm là hạt. Quả mùi tây chứa 20% chất béo, có tên là propionyldipeptide. Thành phần chủ yếu là axit béo không no, có tên là axit petrosilicic. Ngoài ra còn có một số chất như heteroic flavonoid, còn gọi là ation thị phân, hay apioia và apigenin, có từ 2-6% tinh dầu. Mùi tây có 3 loại giống chính. Giống có nguồn gốc ở Đức, chủ yếu chứa apion 60-80%. Giống có nguồn gốc ở Pháp, có thành phần chủ yếu là alitetramituripenzen, từ 55-85%. Giống ở Việt Nam cũng có thành phần chủ yếu là alitetramituripenzen, từ 50-60%. Trong đông y, mùi tây, mùi tàu hay mùi gai có vị cay, hơi đắng, mùi thơm, tính ấm, có tác dụng sơ phong, chữa các chứng phong, thanh nhiệt, kiện tỳ, hành khí, tiêu thủng, giảm đau và lợi tiểu. Lương y Bùi Hồng Minh khẳng định, những thực phẩm người sỏi thận nên tránh. Thịt động vật, không nên ăn nhiều thịt vì nó sẽ khiến bệnh phát triển nhanh chóng. Bạn có thể thay thế thịt đỏ bằng thịt trắng, hạn chế lượng protein, hạn chế hải sản và các loại thức ăn chế biến sẵn, giảm các thực phẩm chứa nhiều oxalate. Oxalate là nguyên nhân chính gây ra tình trạng sỏi thận. Chất này có nhiều trong các loại đậu, bột cám, sô-cô-la, cà phê và chè đặc. Chúng sẽ khiến bệnh của bạn tăng lên. Đồng thời bạn nên cảnh giác với các loại rau như rau pina, rau muống, được cho là tạo ra nhiều oxalate nhất. Hạn chế muối và mỡ, hãy ăn nhạt và ít dầu mỡ. Đặc biệt, tránh xa những loại thực phẩm như cá khô, thịt khô, tôm khô, lạp xưởng, các loại mắm, lòng heo, lòng bò. Khi ăn nhiều muối, thận sẽ phải làm việc nhiều hơn, gây tổn thương thận, tích nước trong cơ thể để khiến các chất khoáng lắng đọng trong cơ thể. Vâng, thưa quý vị, rau ngò tây hay mùi tây chứa đầy chất dinh dưỡng cơ thể cần để duy trì một sức khỏe tốt. Ngoài việc chúng ta biết nó là một gia vị quen thuộc trong mỗi gia đình người Việt, tạo mùi thơm hấp dẫn cho các món ăn và kích thích vị giác, thì chúng ta vẫn có thể dùng toàn cây mùi tàu, tươi hoặc là phơi khô, xong sau đó đem chế biến thành các bài thuốc. Một số công dụng chữa bệnh của mùi tàu không những chữa trị sỏi thận mà còn có nhiều căn bệnh phiền toái khác như trị hôi miệng, cảm mạo, cảm cúm, lở loét miệng, kiết lỵ, đái dầm ở trẻ, trị mụn hay nhiều căn bệnh khác. Vậy công thức nào để sử dụng ngò tây chữa trị các loại bệnh khác nhau đúng cách? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua video ngay sau đây. 1. Rau mùi tàu trị hôi miệng. Vì có mùi thơm nên mùi tàu giúp đánh bay mùi hôi miệng khó chịu. Chỉ cần lấy một nắm mùi tàu tươi hoặc khô, thái nhỏ rồi đem sắc đặc, trong đó có thêm vài hạt muối để làm sạch khoang miệng.
Sau khi đánh răng thì ngậm phần nước sắt này và súc miệng liên tục trong khoảng 1 tuần, miệng sẽ bớt mùi hôi. 2. Rau mùi tàu trị đầy hơi, ăn không tiêu. Đây là bài thuốc tốt với những người hay đầy hơi, bụng khó tiêu. Lấy một nhúm lá mùi tàu và rửa sạch, thái phần lá này thành các sợi dài và nhỏ. Cho thêm vào nước sắt ít gừng tươi đập dập, sắc từ 3 cốc nước, cô lại còn 1,5 cốc. Chia làm 2 lần uống trong ngày, cách nhau 3 tiếng. Chỉ cần như thế, chứng đầy hơi, ăn không tiêu sẽ được giải quyết. 3. Rau mùi tàu trị viêm kết mạc. Chứng viêm kết mạc khiến nhiều người bệnh cảm thấy nóng rát và đau nhức. Bài thuốc từ rau mùi tàu giúp làm mất cảm giác này nhanh chóng. Lấy mùi tàu tươi, đem phơi trong mát cho khô, sau đó đem đi sắc lấy nước, dùng phần nước này rửa mắt, viêm kết mạc là được. 4. Mùi tàu trị cảm cúm. Cảm cúm rất dễ xảy ra với những người có hệ thống miễn dịch kém, đặc biệt hay xảy ra vào những khi thời tiết thay đổi. Theo đông y, rau mùi tàu có tính hàn, do đó có thể dùng mùi tàu kết hợp cùng gừng, ngải cứu, cúc tần để sắc uống mỗi khi bị cảm cúm. Mùi tàu khoảng 40g, gừng tươi 10g, ngải cứu và cúc tần mỗi thứ 20g. Thái nhỏ mùi tàu, ngải cứu và cúc tần, gừng đập dập, đổ thêm 400ml nước vào sắc, sắc hỗn hợp trên cho tới khi nào còn khoảng 150ml thì đổ ra, uống nóng, mỗi ngày 2 lần sau khi uống. Nằm trong chăn ấm để cho ra mồ hôi, rồi lau khô người sẽ thấy dễ chịu hơn. 5. Rau mùi tàu trị mụn. Với các nốt mụn đỏ xuất hiện ở trẻ nhỏ, có thể lấy mùi tàu tươi rửa sạch, giã nát và đem ép lấy nước cốt rồi bôi lên chỗ mụn đỏ. Với mụn bọc và mụn trứng cá ở người lớn, lấy mùi tàu đem đi ép lấy nước rồi trộn với ít bột nghệ. Sau khi rửa sạch mặt, đem bôi hỗn hợp này lên mặt mỗi tối trước khi đi ngủ. 6. Rau mùi tàu giúp lông đờm. Khi cảm cúm, sổ mũi, đờm thường ứ động trong đường hô hấp, gây khó thở và khó chịu cho người bệnh. Dùng rau mùi tàu sắc lấy nước uống để tống phần đờm còn ứ trong cổ họng ra. 7. Trị sỏi thận từ lá mùi tàu. Dùng cây mùi tàu để chữa bệnh sỏi thận, có thể loại bỏ được sỏi ra khỏi cơ thể rất hiệu quả mà có thể không cần phẫu thuật, được áp dụng phổ biến trong dân gian và rất an toàn. Lá mùi tàu đem hơ lửa cho héo, bỏ lá mùi tàu vào ấm sắt, đổ 3 bát nước, sắc khi nào còn 1 bát thì ngắt bếp. Chia bát nước thành 3 phần uống, làm 3 lần trong ngày, uống trước bữa ăn là tốt nhất. Chú ý dùng bài thuốc này liên tục, đối với nam thì uống 7 ngày, đối với nữ uống 9 ngày. Sau thời gian uống lá mùi tàu, sỏi to sẽ được đào thải ra ngoài thông qua việc đi tiểu, còn sỏi nhỏ thì sẽ tự tiêu. 8. Rau mùi tàu trị đau bụng, tiêu chảy. Mỗi khi đau bụng, tiêu chảy, bạn dùng nước sắt sau để uống. Lá mùi tàu cộng củ sả đập dập, lá tía tô, gừng tươi sắc sợi đem sắc với nước và uống liên tục trong ngày. 9. Rau mùi tàu trị lở loét lưỡi. Vấn đề lưỡi bị lở loét sẽ khiến bạn khó chịu trong khi ăn uống. Hãy lấy rau mùi và lá hôm chanh, đem ngâm với nước muối rồi rửa sạch. Sau đó nhai hai loại lá này thật kỹ và nuốt từ từ. Vấn đề lưỡi lở loét sẽ được hạn chế. 10. Rau mùi tàu trị kiết lỵ. Hạt mùi sau khi đem phơi khô thì sao và tán nhỏ. Nhai phần hạt mùi đã được tán nhỏ khi bị kiết lỵ. Đặc biệt, nếu đi ngoài ra máu, bạn nên sắc hạt mùi với nước và ít gừng rồi uống. 11. Rau mùi tàu trị rối loạn tiêu hóa. Chứng rối loạn tiêu hóa như ăn không tiêu, nôn mửa, kiết lỵ, viêm gan không chỉ ảnh hưởng nặng nề đến vấn đề ăn uống mà còn đến sức khỏe về lâu dài của bạn. Để chấm dứt tình trạng này, bạn nên lấy lá mùi tàu tươi rửa sạch rồi ép lấy nước. Áp dụng thường xuyên, chứng rối loạn tiêu hóa sẽ được trị dứt điểm và không hành hạ bạn nữa. 12. Rau mùi tàu trị nám da. Thay vì đi tới thẩm mỹ viện để trị nám da, bằng rau mùi tàu trong vườn, bạn cũng giải quyết được tình trạng này. Chọn lá mùi tàu rồi rửa sạch, sau khi thái nhỏ thì đem ngâm với nước ấm. Giã nhuyễn rồi lọc bã và đem lấy nước ép, xoa lên vùng bị nám, để chừng 15 phút thì đem đi rửa sạch. Làm liên tục,
bạn sẽ thấy vết nám da sẽ được cải thiện. 13. Rau mùi tàu hạ cholesterol trong máu. Mùi ngò gai có khả năng hạ cholesterol trong máu hiệu quả. Người bị cao huyết áp, mỡ máu chỉ cần đun một nhúm hạt mùi tây khô trong nước rồi lọc lấy nước uống. Chờ khi nước nguội thì uống để giúp hạ cholesterol trong máu. Ngoài ra bài thuốc này giúp lợi tiểu và tốt cho thận. 14. Chữa đá dầm ở trẻ nhỏ. Lấy mùi tàu, rau ngổ, cỏ mần trầu, mỗi thứ 20g, cùng với 10g cỏ sữa lá nhỏ, thái nhỏ, phơi khô. Cho tất cả vào nồi, đổ 500ml nước, sắc còn 150ml, uống sau bữa ăn tối, dùng khoảng 5 đến 10 ngày. Những lưu ý khi ăn mùi tàu. Theo kinh nghiệm của người xưa để lại, phụ nữ đang mang thai tránh ăn ngò gai. Người có bệnh bào tử thì nên xay hoặc nấu nước uống tốt hơn là ăn lá tươi, nhất là lá già. Tinh dầu có nhiều trong lá và hạt rau mùi có tính gây kích ứng da. Vì vậy, những người tiếp xúc thường xuyên với lá và hạt rau mùi cần chú ý mang găng tay khi tiếp xúc, hạn chế dùng rau mùi cho các bệnh nhân bị hen phế quản hoặc viêm phổi mãn tính. Vâng, thưa quý vị, có rất nhiều nguyên nhân gây nên sỏi thận. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ dẫn tới những biến chứng nguy hiểm. Với những tuyệt chiêu đơn giản mà chúng tôi đã chia sẻ ở trên, hy vọng các bạn sẽ có thêm cho mình những bí kíp giúp bạn chữa trị nhiều căn bệnh, đặc biệt là sỏi thận. Chỉ cần bạn lưu ý không mắc phải những sai lầm, không lạm dụng quá nhiều ngò tây để rồi gây nên những hậu quả không ngờ đến với sức khỏe của chính bạn. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong video ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong số tiếp theo của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.